Thưa quý vị, nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đất nước ta phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực đạt nhiều thành quả quan trọng. Trong thành công chung đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an nhân dân. Thưa Bộ trưởng, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương và ghi nhận đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an là đơn vị gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vậy xin Bộ trưởng cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được hiệu quả? Đảng ủy Công an Trung ương đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gương mẫu đi đầu trên các mặt công tác, đã quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả từ tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng công an nhân dân. Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm. Gương mẫu đi đầu trong các tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chủ yếu của công tác tổ chức cán bộ mà nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Nổi bật là đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022, tạo cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Vâng, với những chỉ đạo cụ thể như vậy thì Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được những kết quả nổi bật nào? Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực với quyết tâm chính trị cao, đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo cái sự chuyển biến sâu sắc trên các cái mặt công tác, đã phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm từ xa các cái thách thức, các cái mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh và tội phạm, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác công an, đã chủ động nắm chắc tình hình và tích cực tham gia việc hoạch định và thực hiện các cái chủ trương đối ngoại, đối nội, phát triển kinh tế xã hội, kịp thời xử lý có hiệu quả các cái vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động bất ngờ. Có thể khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo cái môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Vâng, như vậy là trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, và một trong những điểm sáng đó là đóng góp rất tích cực hiệu quả của lực lượng công an trong việc chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Xin Bộ trưởng có thể phân tích cụ thể hơn những nỗ lực và giải pháp của lực lượng công an trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian vừa qua. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để công tác đối ngoại công an nhân dân thực sự đi trước mở đường, củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan đến công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế, tăng cường đàm phán, ký kết các cái điều ước thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương, tích cực truyền tải các cái thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước tới các cái đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là tại các cái diễn đàn, cơ chế đối thoại về an ninh, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các cái vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Với quyết tâm chính trị cao cùng với các nhóm giải pháp rất cụ thể, đối ngoại công an nhân dân cũng đã tạo thế trận vững chắc, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, có hiệu quả. Một dấu ấn nữa mà lực lượng công an đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đó là việc nhận diện và bóc gỡ rất nhiều đường dây tội phạm hình sự, tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn phương thức rất tinh vi. Bộ trưởng có thể phân tích cụ thể hơn kết quả này được không ạ? Trước cái sự đấu tranh rất quyết liệt và không khoan nhượng của lực lượng công an nhân dân thì các cái loại tội phạm, trong đó có các tội phạm hình sự, băng ổ nhóm tội phạm cũng có những cái sự đối phó và có những cái sự chuyển hướng. Hiện nay thì giữa tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy có cái sự liên hệ
gắn bó chặt chẽ với nhau. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo kiên quyết không để hình thành các cái băng ổ nhóm tội phạm, và với bất kể một loại tội phạm nào đấy, nó có những cái sự liên hệ liên kết thì đều phải có cái sự liên kết để đấu tranh phát hiện kịp thời. Đánh vụ án thì phải đánh dọn đường dây, không đánh giữa khúc đấy. Và không chỉ là hiện tượng mà phải tìm đến những cái nguyên nhân nảy sinh tội phạm để có thể ngăn chặn kịp thời, ngay từ sớm, từ xa. Vậy trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Bộ Công an sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể nào, thưa Bộ trưởng? Để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, thì Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục xác định cái vai trò gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trên tất cả các mặt công tác công an. Trong đó, chúng tôi cũng tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, chủ động đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tập trung chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo cái môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy cao độ cái vai trò tham mưu điều phối, triển khai đạt được các cái mục tiêu yêu cầu của đề án 06 của Chính phủ, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, nhất là tại các cái vùng trọng yếu, các địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thưa Bộ trưởng, trên cơ sở chúng ta đã làm rất tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và đưa ra ánh sáng rất nhiều đại án về tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua, thì trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ triển khai nhiệm vụ như thế nào để có thể là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi này? Việc phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực là cái việc quan trọng nhất. Lực lượng công an nhân dân đã báo cáo với Đảng và Quốc hội và Chính phủ đề ra rất nhiều những cái chủ trương, những cái giải pháp để chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái việc hoàn thành các cái thể chế này cũng là một việc rất quan trọng. Thì bên cạnh đó thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mọi cán bộ công chức không được lợi dụng những cái công việc của mình để có thể có tiêu cực, có tham nhũng, thì cái việc đấu tranh phòng chống tham nhũng là ngay từ đầu, ngay từ bằng những cái hiện tượng xã hội, bằng những cái hiện tượng kinh tế, thì từ đấy chúng tôi cũng rút ra những cái vụ án. Thế nhưng mà đối với các cái vụ án này thì làm một cách triệt để, kiên quyết, nhưng mà cũng không tràn lan, không dám tham nhũng, không được tham nhũng và không thể tham nhũng. Và nếu đã chót nhúng chàm rồi thì cũng tự giác, nghiêm túc, báo cáo trung thực với Đảng và hợp tác để khắc phục những cái hậu quả. Thì từ cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đó cũng đã tạo ra một sự lan tỏa chung. Thì tất cả mọi cái công việc mà của xử lý xem xét các cái vụ án là bắt đầu từ khâu điều tra, từ khâu phát hiện. Và từ cái khâu điều tra phát hiện này thì cũng đóng góp rất tích cực cho cái việc ngăn ngừa các cái vụ việc, các cái hiện tượng. Một lần nữa xin cảm ơn Bộ trưởng về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.